Hello everybody, rất là vui vẻ, khỏe khoắn, hạnh phúc. Thì mừng sinh nhật của Hải Đăng vào ngày 10 tháng 10 năm 2012. Nhưng vì Phong Dân không có đây và vì Phong Lan sắp sửa đi Denver thành là tổ chức trước. Và đặc biệt kỳ này có Phong Thanh đến đây từ San Jose, từ San Francisco. Dạ, đã được ba sơn, tức ba núi, đãi bữa tối thịt nướng, bún, gọi là bún thịt nướng. Đây là bữa tối để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai thật thịnh soạn. Hy vọng tất cả mọi người đều vui vẻ. Xin cảm ơn. Ủa, thịt bò của má sẽ ấm để mà cả đống vậy cho con. Sơn, anh Sơn kêu xào bò, lúc còn một đống gì nằm đây vậy Sơn? Để xuống lạnh đi, hả? Ai cập Úc rất là vui khi mà Cập mời xuống dự sinh nhật của Cập. Úc sẽ làm bánh cho Cập ăn mà không biết kỳ này bánh có thành công không Cập ơi. Cập có hàm răng đẹp quá. Cập quay Úc quậy à, Úc mắc cỡ quá à, quay lô nè. Chị Tuyết nè, mama của Cập đi. Đi Cập đi dành phim ngày mai Cập quay. Cậu quay gì đâu, mai quay cục với Út mình ha.